phần Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Con kính chào quý vị thiền hữu tri thức Học Phật không phải là tích lũy kiến thức mà là thực hành vô ngã Vì sao? Vì giáo lý của Đức Phật không nằm ngoài hai điều Một là khổ, hai là con đường chấm dứt cái khổ Khổ là vì sao? Nguyên nhân cơ bản là vì vô minh nhận nhầm cái thân ngũ uẩn Vốn trống rỗng này vì nhân duyên, điều kiện và nghiệp chứng nó đến Thành cái bản ngã của cái tôi chính vì chấp vào cái tôi sinh ra cái tham dục cái tham ái cái tham lam của ngũ dục cái đó nó tạo ra cái đau khổ thì bây giờ muốn hết cái đau khổ trước là phải chấm dứt cái tham muốn chấm dứt cái tham phải chấm dứt cái tôi bản ngã muốn chấm dứt cái tôi bản ngã thì mình phải thực tập vô ngã thì học phật nó không khéo ở chỗ ngày nay rất nhiều người học để tích lũy để giữ gìn để ôm ấp để chất chứa cái kiến thức thông qua kiến thức đó mình nghĩ mình tốt hơn hôm qua bởi vì mình biết nhiều hơn chính mình hôm qua rồi người khác công nhận cái mà mình biết nhiều hơn họ chính vì sự công nhận đó vô tình nó tạo cho mình một cái tôi thông minh hiểu biết kiến thức tâm linh hơn họ vì mình nói cái điều mà họ không biết và họ lắng nghe mình thành ra rất là dễ có một sự đồng hóa mình với những kiến thức mà mình biết cái tôi biết nó trở thành lớn hơn khi mà cái mình biết nó nhiều hơn cái người biết thì cái tôi mình vô tình nó cũng lớn hơn theo cái biết đó. Cái đó gọi trong nhà Phật là sở trì chứ. Tu theo nhà Phật là bỏ hết tất cả những cái gì mà nó là chướng ngại trên con đường mình tiến tới cái sự giác ngộ cuối cùng là vô ngã để để chi để giải thoát khỏi đau khổ chứ không phải để vô ngã để được cái gì. Học Phật không phải để tích lũy kiến thức mà là để thực tập vô ngã. Nhưng ngược lại, để thực tập được vô ngã thì mình phải có kiến thức về vô ngã. Thì kiến thức về vô ngã thì phải học Phật, nhưng không có tích lũy. Vì sao? Vì tích lũy là có cái động cơ của lòng tham của một cái tôi, muốn sưu tầm, muốn chất chứa, muốn gìn giữ, muốn tăng trưởng. Thì cái dấu hiệu này nó tạo ra một cái được gọi là sở trì chứ. Thì chúng ta nên bỏ và coi lại cái thái độ học Phật của mình hàng ngày. Làm sao mình biết mình đang thực tập vô ngã hay là mình đang tích lũy kiến thức? Chỉ cần một điều thôi, đó là khi mình nói chuyện với người đồng tu đồng học, cái cái mà mình biết và cái cái họ không biết, đó khiến cho mình cảm giác tự hào. Nó khiến cho mình có cảm giác là bác học đa văn, lão thông kinh điển không? Nó có một cái tôi đồng hóa trong cái lúc mà mình nói cái điều họ không biết không? Nếu mà mình có cái đó thì tức là mình có cái sự chấp giữ trong đó. Toàn bộ câu chuyện chỉ là Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ích, thấy được cái ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức của mình là giai không. Tức là không có cái tôi, không là không cái gì, không cái tôi ở trong cái ngũ quẩn này thì lúc đó tự nhiên là độ nhất thiết khổ ích là hết khổ. Còn bây giờ mình chấp vô kiến thức, tức là nó là một dạng chấp vào ngũ thủ quẩn. À, cái cái mình biết thì chấp vào cái thân này hay chấp vào những cái thứ mà cái thân này nó biết đều là cái chấp hết. Như vậy là cái chấp đó là cái mê dù đó là kiến thức Phật học tới kiến thức Phật học đó để nó gột cái mê Để nó thấy được cái sự thật đó là nó thấy cái vô ngã Nếu mình có cái nhu cầu rất là lớn Muốn cho người ta biết những cái thứ mà mình có Mà trong khi mình chưa có sử dụng những cái thứ mình biết Áp dụng để chuyển hóa những cái tham sân si Và làm cho mình bớt khổ Thì cái nhu cầu này cũng là một cái cách mà để cái tôi mình nó bám vào Nó chấp vào Và cái dấu hiệu thứ ba nữa Là mình mỗi ngày mỗi tu mà mỗi khổ cái tôi nó mỗi lớn. nói cái gì mình cũng không chấp nhận. Càng hiểu biết thì người ta càng chỉnh mình những cái sai, mình càng khó chịu. Càng thông tam tạng, càng tích giữ kiến thức cái gì cũng có vẻ lão thông, nhưng khi mà đụng chạm đến cái tôi của mình là mình giật giống như bị giật điện. Thì đó là dấu hiệu cho mình biết mình đang học Phật theo cách là tích lũy kiến thức nuôi lớn cái tôi tự thành cái sở tri chứng chứ không phải là thực tập cái vô ngã để đến được cái không còn đau khổ. Đó là những điều ở trên con đường tu con kính chia sẻ đại chúng hữu duyên ứng dụng tu tập để được lợi ích cho mình và người. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát A Đà Phật.